hệ tuần hoàn, ngừng tim thì tuần hoàn ngừng, được chưa? Tôi nhắc lại, ở đây chúng tôi dùng tim, mạch và máu, thì chúng tôi gọi là vòng tuần hoàn được chưa? Nhớ chưa? Đấy. Tóm tắt lại bài hôm trước, bây giờ chúng ta phải vào vào tiếp tục vào bài ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu về chu kỳ tim. Đây có hai bạn, mấy bạn bây giờ mới vào đây. Tim hoạt động có chu kỳ, vì vậy chúng ta chỉ cần một nghiên cứu một chu kỳ tim thôi. Đó. Hay là nói cách khác là tim hoạt động có nhiều giai đoạn, nhưng mà cái giai đoạn này lặp đi lặp lại, mà lặp lại theo một trình tự nhất định, có tính chất chu kỳ, đúng không? Thế thì các bạn ơi, tim chúng ta về mặt sinh lý học ấy, thì nó diễn ra như sau này: hai tâm nhĩ nó co rồi, xong đến hai tâm thất nó co, xong cả hai tâm nhĩ và cả hai tâm thất nó đều giãn ra. Đấy, nó như vậy có ba giai đoạn: một là tâm nhĩ thu, đúng không? Hai là tâm thất thu, ba là tâm trương toàn bộ, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ở đây tôi muốn lấy là gì? Nếu là tính chu kỳ ta lấy bắt đầu từ đâu cũng được, mà tôi muốn là lấy theo những cơ sở sinh lý của nó, để mình xung động để cho tim hoạt động, bắt đầu nguồn từ cái xoang, sau đó thì tâm nhĩ co, đúng không? Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu theo một trình tự sinh lý học. Đấy. Thế bây giờ chu kỳ đây là tâm nhĩ thu, tâm thất thu, tâm trương toàn bộ. Nhưng với chúng ta thử nè, nhịp tim trung bình chúng ta thấy là của người Việt Nam, như người nước ngoài thôi, thì nó khoảng 75 chu kỳ một phút. Thì ta lấy 75 chu kỳ một phút để ta có điều kiện, để ta có phân bổ thời gian cho nó. Ví dụ điển hình là cái mẫu điển hình để chúng ta nghiên cứu. Vì vậy thời gian của một chu kỳ sẽ là 0,8 giây. Để làm nào ta nghiên cứu được chu kỳ tim, có rất nhiều cách nghiên cứu chu kỳ tim. Thường thường người ta cho những ống thông và tâm nhĩ này và tâm thất này. Đấy, đầu tiên thì ông Sovomaray, thì đây là cổ sĩ, ông cho một ống thông và tâm nhĩ và tâm thất, ông đo áp lực tâm nhĩ và tâm thất, ông ghi lên trục của một trục tọa độ. Nhưng bây giờ thì khác, trước kia thì người ta chỉ cho ống thông và tâm nhĩ phải thôi, thì bây giờ thì họ cho được cả vào ống thông và tâm nhĩ trái, tâm thất phải, bây giờ họ cho được cả vào tâm cả tim phải, tim trái, tức là tâm nhĩ phải, tâm nhĩ, tâm thất phải, thì bây giờ họ có thể cho gì vào tâm thất trái, tâm nhĩ trái. Ngoài ra họ còn cho một cái ống thông nữa vào động mạch, chưa? Để họ ghi áp suất các buồng tim, đúng không? Hay là họ còn có một cái đầu dụng cụ đo được cái thể tích tâm thất, đúng không? Rồi dụng cụ họ nghe, họ ghi được tiếng tim, được chưa? Họ ghi được cả điện tim và ghi trên cùng một trục tọa độ, đấy, để người ta nghiên cứu chu kỳ tim. Và đường ghi được thì người ta gọi là tâm độc đồ. Hôm nay các bạn đến muộn quá, nhá, đấy. Để thí nghiệm bài của tôi đã post lên sớm, các bạn đã xem được chưa? Rồi bây giờ đây là cái các đường ghi áp suất của tim này. Ví dụ đây là đường xăm xám này, đường ghi áp suất tâm nhĩ này. Đây đường ghi xanh, màu xanh này, xanh đậm, đường ghi áp suất của tâm thất. Ví dụ cho đây là thì tâm nhĩ phải, đây là tâm thất phải, đúng không? Nhưng bây giờ thì ta nghiên cứu rất tuyệt vời, ở đây là tâm nhĩ trái, đây tâm thất trái, đúng không? Tâm thất phải, tâm nhĩ phải cũng được, chúng ta nghiên cứu tâm thất trái, nhĩ trái cũng được. Đây đường ghi áp suất động mạch, ví dụ đây ta ghi được áp suất, nếu mà ta ghi đây tâm nhĩ trái, tâm thất trái thì ta sẽ ghi áp suất động mạch chủ. Như vậy ta đây có ba đường ghi áp suất, đúng không? Ta còn có đường ghi thể tích tâm thất, nhưng đường này chúng ta sẽ học sau. Đây một đường ghi nữa, đường ghi điện tim, mà chúng ta gọi là điện tâm đồ đấy. Đấy. Thế thì đây là gì? Điện tiếng tim. Và ta thấy điện tim nó cũng biểu hiện có chu kỳ.
tiếng tim của tính chu kỳ SC1, SC2, SC1, SC2 đây phức hợp QRS, đây là phức hợp QRS vân vân, cứ lặp đi lặp lại vậy. Vì vậy nếu mà tôi nói cho chúng ta chung là nếu chúng ta có thể nghiên cứu bắt đầu chúng ta từ tâm nhĩ thu này, nhưng người ta nghiên cứu từ tâm thất thu cũng được nhỉ. Nhưng mà như thế nó không phù hợp với sinh lý, thì sinh lý nó xuất phát bắt đầu một chu kỳ tim nó bắt đầu từ tâm nhĩ có chưa. Ôi các bạn bây giờ mới vào đây nào, bây giờ tôi mới mô tả nha. Bắt đầu một chu kỳ tim, là tôi nhắc lại, một chu kỳ tim sẽ có 3 giai đoạn. Thứ nhất là tâm nhĩ thu, hai là tâm thất thu, ba là tâm trường toàn bộ, được chưa? Để tôi sẽ mô tả biến đổi áp suất của các buồng tim nhỉ, trong một chu kỳ tim liên quan chặt chẽ với nhau. Trước hết là tâm nhĩ thu, đây đừng nghĩ tâm nhĩ này, tâm nhĩ thu là tâm nhĩ thu tức là tâm nhĩ co lại. Mà khi tâm nhĩ co lại thì áp suất tâm nhĩ sẽ tăng lên. Lúc này van nhĩ thất đang mở, van nhĩ thất đang mở thì sao nhỉ? Máu sẽ từ tâm nhĩ xuống gì? Xuống tâm thất, ok? Đúng không? Được chưa? Rồi, áp suất tâm nhĩ này, tâm nhĩ co lại vì vậy áp suất tâm nhĩ sẽ tăng lên. Máu trong không? Áp suất máu ở trong tâm nhĩ sẽ áp suất tăng lên, đúng không? Lúc này van nhĩ thất đang mở, vì vậy tác dụng tống máu từ gì? Tâm nhĩ xuống tâm thất. Nào, trong một chu kỳ tim thì riêng tâm nhĩ này đưa về tâm thất khoảng 35% tổng lượng máu về tâm thất trong một chu kỳ tim. Vì vậy người ta hay nói một câu là gì? Tâm nhĩ thu có tác dụng tống đốt máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất, đúng không? Và nó chiếm khoảng 35% tổng lượng máu về trong tâm thất trong một chu kỳ tim. Nào, tâm nhĩ co, đấy, thời gian tâm nhĩ co là 0,1 giây. Như vậy một chu kỳ tim có thời gian là 0,8 giây thì tâm co mất 0,1 giây. Người ta xét cái đường ghi của áp suất tâm thất luôn, đồng thời luôn. Nào, đây. Khi tâm nhĩ co thì áp suất tâm thất nhĩ tăng lên, đẩy máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất, vì vậy áp suất tâm thất cũng tăng theo. Đó. Hình dạng giống như hình dạng áp suất tăng áp suất của gì tâm nhĩ, nhưng mà phải nằm dưới đường ghi áp suất tâm nhĩ. Vì sao? Vì áp suất tâm thất lúc này tâm thất đang giãn, đúng không? Mà chỉ máu đổ từ tâm nhĩ xuống thôi, vì vậy đường ghi áp suất tâm thất sẽ nằm dưới đường ghi áp suất tâm nhĩ. Như vậy ta đã xong kết thúc của giai đoạn tâm nhĩ thu. Tóm lại, giai đoạn tâm nhĩ thu là giai đoạn tâm thất có tâm tâm nhĩ thu là giai đoạn tâm nhĩ co lại. Khi tâm nhĩ co lại thì áp suất tâm nhĩ tăng lên, áp suất máu trong tâm nhĩ tăng lên. Lúc này van nhĩ thất đang mở, đúng không? Có tác dụng tống nốt máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất, đúng không? Thời gian tâm nhĩ thu là 0,1 giây, đúng, và có tác dụng đưa 35% lượng máu về tâm thất trong một chu kỳ tim, hay người ta còn gọi là gì? Tống nốt máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất nhá. Như vậy ta sẽ kết thúc giai đoạn thứ nhất tâm nhĩ thu, nhớ 0,1 giây. Sau đó thì sao? Tâm nhĩ bắt đầu giãn ra trong suốt thời gian còn lại chu kỳ tim. Đấy, các bạn thấy đường ghi tâm nhĩ này, nhưng mà áp suất tâm nhĩ sẽ nó sai thay đổi chứ không là đường nằm ngang. Bây giờ ta tiếp tục giai đoạn tâm thất thu. Đấy là giai đoạn cơ tâm thất co lại để tống máu vào trong động mạch. Đấy. Thời gian của đoạn tâm thất thu là 0,3 giây, bắt đầu từ đây. Đó. Thế nhưng áp suất rồi và thể tích của tâm thất nó thay đổi theo các nào, biển đầu tiên là giai đoạn, đúng không? Xong rồi các thời kỳ, đúng không? Nó chia giai đoạn nó lớn hơn một thời kỳ, đúng không? Đấy, chia thời kỳ. Bây giờ chúng ta xem thời kỳ gì. Thứ nhất là bắt đầu khi tâm thất co lại. Đấy, cái tâm thất co lại. Thì như vậy áp suất của tâm thất tăng lên và sẽ lớn hơn áp suất của tâm nhĩ. Và lúc này nó sẽ đóng van nhĩ thất lại. Được chưa nào? Cái van nhĩ thất các bạn biết nó như cái không rõ. Thế thì cơ tâm thất mà co lại thì nó sẽ ép vào gì? Hai lá hay là ba lá của van thì nhĩ thất, làm cho van nhĩ thất đóng lại.
Đây, cái điểm này điểm đóng van như thật là thế thì cơ tâm thất co nhưng mà áp suất của tâm lý thì của tâm thất sao vẫn nhỏ hơn áp suất động mạch, vì vậy áp suất ở trong giai đoạn này tăng lên rất nhanh, vì vậy người ta gọi là giai đoạn này giai đoạn tăng áp. Giai đoạn tăng áp là chiếm thời gian là 0,05 giây, đúng không? Vì sao nó gọi tăng áp? Vì áp suất ra nó giai đoạn này tăng rất nhanh. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy cơ tâm thất co nhưng mà máu ở trong tâm thất chưa chưa được đẩy ra ngoài, đúng không? Đấy. Như vậy áp suất tăng lên rất nhanh nhưng mà thể tích của tâm thất không thay đổi thì cái máu chưa được tống vào động mạch, đúng không? Vì vậy nó còn có tên khác nữa là co đẳng tích. Đẳng tích tức là gì? Co mà thể tích không thay đổi, đúng không? Nó còn có một thuật ngữ nữa, không còn thuật ngữ nữa là co đặc trường. Đó. Đó. Tức là cơ tim co nhưng mà chiều dài sợi cơ tim không thay đổi. Đấy. Đấy, như vậy cái giai đoạn này tăng áp 0,05 giây này, đúng có ba cái tên. Một giai đoạn tăng áp vì là áp suất nó tăng rất nhanh, đúng không? Vì sao tăng rất nhanh? Vì cơ tâm thất co nhưng mà áp suất của tâm thất nhỏ hơn áp suất của dây động mạch, vì vậy máu không thoát đi đâu được, mà tâm thất co thì vậy áp suất tăng lên rất nhanh, như gọi là tăng áp. Nhớ nhá. Nào, như vậy cả cái thời giai đoạn thì tâm thất thu là 0,3 giây, mà giai đoạn tăng áp chiếm thời gian 0,05 giây, như vậy còn 0,25 giây nữa, đấy là thời gian gì tâm thất tống máu. Ta xong thời kỳ gì tăng áp. Như vậy thời kỳ tăng áp chiếm thời gian 0,05 giây. Bây giờ đến giai đoạn thời kỳ thứ hai của giai đoạn tâm thất thu là gì? Giai đoạn tông máu. Đây, giai đoạn tông máu. Khi mà áp suất của tâm thất lớn hơn áp suất của động mạch thì van động mạch mở ra, đúng không? Như vậy máu được phun vào trong động mạch. Thời gian máu phun vào trong động mạch là 0,25 giây, đúng không? Cộng với 0,05 giây thời kỳ tăng áp và cộng với thời kỳ tống máu là 0,25 giây, tổng hợp lại giai đoạn tâm thất thu là 0,3 giây, đúng không? Đặc biệt là thời kỳ tống máu này có tác dụng tống máu vào trong động mạch từ tâm thất vào trong động mạch. Lúc đầu máu vào nhanh, lúc đầu là tống máu nhanh, đúng không? Nó thời gian nó khoảng 0,09 giây đấy. Sau đó thì máu vào tâm thất chậm hơn, nhưng cái này ít nghĩa, ý nghĩa lắm. Thì người ta gọi chia là thì tống máu nhanh, đúng không? Thì tống máu chậm. Như vậy nếu mà chúng ta chia là gì? Nào, thời kỳ, đúng không? Thời kỳ tăng áp, thời kỳ tống máu. Trong thời kỳ tống máu thì có hai thì là thì tống máu nhanh, hai thì tống máu chậm. Lúc đầu thì tống máu nhanh, sau đó thì tống máu chậm, được chưa? Như vậy trong thời gian là gì? 0,25 giây thì máu đã được tống vào từ tâm thất vào trong động mạch. Như vậy chúng ta đã xét xong giai đoạn tâm thất thu. Tôi nhắc lại, giai đoạn tâm thất thu gồm hai thời kỳ, thứ nhất là thời kỳ tăng áp, hai là thời kỳ tống máu. Thời kỳ tăng áp là 0,25 giây, 0,05 giây. Thời kỳ tống máu là 0,25 giây, đúng không? Trong thời kỳ tống máu lại chia thành hai thì tống máu nhanh và thì tống máu chậm. Đó. Người ta xem cái đường vi của áp suất tâm nhị. Đây, chỗ này thì các bạn ơi, cái cơ tâm thất co thì áp suất tâm thất lớn hơn áp suất tâm nhị, vì vậy để đóng van nhĩ thất lại. Đóng van nhĩ thất lại thì cái van nhĩ thất ấy, nó sẽ bị lồi lên về về phía tâm nhĩ, vì vậy áp suất tâm nhĩ nó sẽ cao hơn một chút, tăng hơn một chút. Sau đến giai đoạn tống máu, đây là giai đoạn tống máu. Giai đoạn tống máu thì sau máu phun vào trong động mạch theo phản lực nó đẩy cái sàn van nhĩ thất xuống dưới, vì vậy làm cơ cơ tâm nhĩ thì mỏng, vì vậy cơ tâm nhĩ giãn ra, vì vậy áp suất tâm nhĩ giảm xuống. Giờ chúng ta xong thời kỳ thứ hai, giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Tâm thất thu. Bây giờ ta sang giai đoạn thứ ba của chu kỳ tim, đây là giai đoạn tâm trương toàn bộ. Giai đoạn tâm trương như là như vậy, giai đoạn tâm nhĩ thu là 0,1 giây, giai đoạn tâm thất thu là 0,3 giây, là 0,4 giây rồi.
Thế còn lại giai đoạn tâm trương toàn bộ là 0,4 giây. Nào. Như vậy cơ tâm trí đang giãn rồi, thì khi bắt đầu cơ tâm thất giãn ra, đây gọi là cơ tâm thất giãn ra, thì bắt đầu giai đoạn tâm trương toàn bộ. Khi cơ tâm thất giãn ra, khi cơ tâm thất giãn ra thì áp suất của tâm thất nhỏ hơn áp suất động mạch, làm đóng van động mạch lại. Được chưa? Cơ tâm thất tiếp tục giãn. Đấy. Giãn giãn nhưng mà sao áp suất của tâm thất vẫn vẫn sao lớn hơn của áp suất của tâm nhĩ, vì vậy sao thể tích của gì để tâm thất được giãn nhưng mà thể tích không thay đổi, đúng không? Vì vậy nó còn gọi là giãn đẳng tích, mà tương tự chúng ta gọi là giãn đẳng trường, đúng không? Cho đến khi đây, áp suất của tâm tâm thất nhỏ hơn áp suất của gì tâm nhĩ đấy. Thì nó làm về mở van nhĩ thất, có tác dụng là gì, hút máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất đấy. Vì vậy đây là áp suất tâm tâm thất nhỏ giảm xuống này và hút máu về tâm nhĩ về tâm thất đấy, thời gian 0,4 giây, được chưa? Đến đây là gì, là bắt đầu là tâm nhĩ co lại chu kỳ sau rồi. Như vậy ta đã kết thúc gì giai đoạn gì tâm trường toàn bộ. Chú ý nhờ. Khi áp suất của tâm thất nhỏ hơn áp suất tâm nhĩ, van nhĩ thất mở ra có tác dụng hút máu về tâm thất. Đấy. Thời gian tâm thất trương tất cả từ lúc mà nó bắt đầu giãn cho đến khi hút máu, đúng không? Để tiếp tục chu kỳ đến khi mà chu kỳ sau là 0,4 giây. Các bạn chú ý như chỗ này, khi van nhĩ thất mở ra lúc đầu máu về tâm thất nhiều nhanh, đúng không? Người ta gọi thì đấy thật nhanh, đúng không? Hay là 4,5 được, nhưng ta biết như thế là ít thôi, không cần sâu lắm, đúng không? Sau đó thì đấy thật chậm. Rồi, bây giờ thử xem nào, đường ghi tâm nhĩ nào, là khi mà va áp suất tâm thất nhỏ hơn áp suất tâm nhĩ thì va nhĩ thất mở ra, đúng không? Thì áp suất tâm thất giảm xuống máu về tâm thất, đúng không? Và như hút máu đây, các bạn nhớ hút máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất, vì vậy áp suất đường đường máu ở trong tâm nhĩ sẽ nằm ở trên đường gì, đường ghi áp suất của tâm thất. Sau đó thì tâm tâm thất và tâm nhĩ bắt đầu co lại, để tâm nhĩ co lại để tống mốt máu vào tâm thất, mà lúc ấy tâm thất vẫn giãn, đúng không? Thì tóm lại tâm thất sẽ giãn, tâm thất sẽ giãn trong thời gian là từ giờ lên đây là 0,4 giây này, cộng thêm 0,1 của một giây nữa của tâm nhĩ co chu kỳ sau. Như vậy riêng thời gian của tâm tâm thất co thì chiếm khoảng 0,5 giây, được chưa? Nhìn thấy chưa đấy. Như vậy ta đã xong chu kỳ hoạt động của tim. Tóm lại chu kỳ của tim gồm 3 giai đoạn: tâm nhĩ thu tống máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất thu có tác dụng tống máu vào trong động mạch, và tâm trương toàn bộ có tác dụng hút máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Tóm lại nhắc một thời về mặt thời gian, nếu chúng ta lấy chu kỳ tim là 75 lần trong 1 phút thì thời gian một chu kỳ tim là 0,8 giây, thì tâm nhĩ co mất 0,1 giây, tâm thất thu 0,3 giây, tâm trương toàn bộ 0,4 giây. Nào tất cả đã nghe rõ chưa, có hỏi gì không? Alo, sinh viên còn nghe không đây? Nghe có ạ. Có rõ chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi nói qua một chút đó. Đấy. Tâm nhĩ thu. Đây là, ví dụ đây là đường ghi điện tim. Ta ghi trên cùng trục trục tọa độ đây. Thì tâm nhĩ khởi cực trước đây, sóng khởi cực theo điện thế hoạt động tâm nhĩ nào. Xong đây tâm nhĩ thu. Xong đây là cái phức hợp này, người ta gọi là phức hợp QRS, sóng QRS này. Sẽ là gì? Đi trước gì? Cơ tâm thất co này. Đấy, chưa? Sau đó thì đây là sóng T, là sóng tái cực của tâm thất. Đấy, trước khi tái cực thì cơ tâm thất bắt đầu bị giãn ra, chưa? Đây còn tiếng tim này, các bạn này tiếng S1, S2, đôi khi nghe tiếng S3 này, chu kỳ sau là S1, S2. Vì vậy nhiều chúng ta có thể nghiên cứu chu kỳ tim bằng điện tim hoặc là bằng gì? Bằng tiếng tim, đúng không? Trong lâm sàng thì không mấy khi chúng ta nghiên cứu, không bao giờ ta nghiên cứu chu kỳ tim bằng gì, bằng thông thông tim cả,
mà ta dùng điện tim hoặc là gì nhấn tim để ta thăm khám để xác định chu kỳ tim. Đây là cái phần mà tôi giải thích một chữ trong cái bài mà tôi post lên là MS. Các bạn hỏi gì không? Bây giờ những biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim. Rồi. Bây giờ những biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim thì chúng ta phải biết khi tim nó hoạt động sẽ có tính chu kỳ rồi, thì vì vậy các biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim cũng có tính chu kỳ. Các biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim thì chủ yếu có ba cái biểu hiện. Thứ nhất là mỏm tim đập, hai là điện tim, hai là tiếng tim, ba là điện tim, ba cái chính. Nhưng tôi rất muốn để giới thiệu các bạn nữa là một biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim, đấy là mạch đập. Thế thì tôi sẽ bổ sung trong bài nhé. Thế bây giờ ta đi vào từng mục một. Thứ nhất là mỏm tim đập. Nếu các bạn lấy tay, ta về hôm nay ta học xong rồi về ta hành luôn nha. Nếu ta lấy bàn tay, ta úp lòng bàn tay lên ngực, thành ngực bên trái, nhưng mà cái vị trí là trên đường giữa đòn bên trái và cắt khoang xương lần lượt khoang lên sườn năm, để ta đặt tay lên đây. Thì nếu mà các bạn nào mà mập mập một chút, các bạn thì nghiêng người phía trước thì ta thấy, thì ta sẽ thấy ở đấy thì sẽ làm sao nó nhô lên cái khoang liên sườn ấy, sẽ nhô lên hạ xuống, đúng không? Đấy, người ta gọi là mỏm tim đập, được chưa nào? Đấy, thế thì tại sao có mỏm tim đập như thế này? Khi tâm thất tông mạch vào động mạch, thì nó tạo phản lực đẩy cái mỏm tim xuống dưới và ra trước. Và khi mỏm tim đẩy xuống dưới ra trước, nó sẽ chạm vào cái gì, thành ngực, đúng không? Và khoang lên sườn năm và đưa cái gì, cái khoang lên sườn năm nhô lên một chút. Vì vậy ta để tắt đặt tay đấy, ta cảm thấy nó nhô lên, đúng không? Đấy là mỏm tim đập. Và giai đoạn tâm thất trương thì sao? Thì cái mỏm tim để mềm ra, vì vậy ta không thấy là gì, nhưng mà cái nhô lên thì nó hạ xuống, cái khoang lên sườn nó hạ xuống. Thế thì cái mỏm tim đập này thì nó liên quan đến gì? Đến giai đoạn tâm thất thu thôi, rồi tâm thất co, tâm thất giãn thôi. Chúng ta không biết gì về tâm gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ đến cái mỏm tim đập, chúng ta này nghiên cứu tìm cái mỏm tim đập để làm gì? Đấy, vấn đề thế. Nhưng cái mục đích thứ nhất là chúng ta xác định cái mỏm tim để chúng ta xác định cái vị trí nghe tim. Nếu bình thường nó ở khoang liên sườn năm trên đường giữa đòn trạc, ta để tay đấy thì chỗ khoang liên sườn nó nhô lên là gì? Tâm thất thu, hạ xuống đến tâm thất trương, được chưa? Và như vậy ta có thể đặt tay đấy, ta có thể xác định cái vị trí mỏm tim mà ta đếm được nhịp tim luôn, được chưa? Bình thường nằm ở khoang liên sườn năm trên đường giữa đòn trái, bây giờ nó lệch bên phải, bệnh nhỏ, lệch bên trái, bệnh nhỏ. Thì thường thường nó lệch bên phải thì do tâm thất phải nó dày lên, đúng không? Thì thường thường tương ứng mới suy tâm thất phải. Và nó lệch bên trái thường thường mới suy tâm thất trái. Như vậy đấy. Như vậy ta sử dụng cái biểu hiện bên ngoài của tim để ta thăm khám tim. Chờ tôi nhắc lại. Mà ta sẽ đặt tay lên khoang sườn năm thì được dưới đòn cho ta thấy là sao? Tại đó nhô lên hạ xuống. Nó nhô lên là tương ứng với thời kỳ tâm thất thu. Hạ xuống thì tương ứng với thời kỳ tâm thất trương. Như vậy nếu mà chúng ta nghiên cứu chu kỳ tim bằng cái mỏm tim đập thì chúng ta chỉ biết tâm thất thu và tâm thất trương thôi, không biết tâm nhĩ đâu cả, được chưa? Thế thì xác định mỏm tim đập để chúng ta nghe tim, đúng không? Và xem những trường hợp bất thường của tim. Bây giờ tiếng tim, nếu chúng ta đặt tay, áp tay lên thành lồng ngực thì bây giờ chúng ta làm thế rồi, trước kia thôi, bây giờ ta có nghe rồi, nghe tim. Và tôi khuyên các bạn, tất cả các bạn bác sĩ nên mua một cái nghe và nghe luôn. Nếu chúng ta đặt ống nghe lên trên bên ngực trái của tim thì chúng ta sẽ nghe thấy hai tiếng tim của một chu kỳ tim, được chưa?
Như vậy một chu kỳ tim, nếu mà về mặt tiếng tim chúng ta sẽ nghe thấy hai tiếng tim. Thường thường chúng ta gọi tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai, đúng không? Để tôi mô tả, tiếng thứ nhất thì trầm và dài. Tại sao tiếng nhất lại trầm và dài? Là do đóng van nhĩ thất. Hai là do mở van động mạch. Ba là máu phun vào động mạch. Ba cái nguyên nhân này làm cho tiếng thứ nhất trầm và dài, đúng không? Tiếng thứ nhất thì tôi nghĩ là tôi dùng được, tôi nói hôm trước rồi, tôi dùng thuật ngữ tiếng viết tắt bằng tiếng Anh để cho bạn quen. Vì tiếng Anh nó viết là first sound, như vậy nó viết thành S1, đúng không? Còn Việt Nam viết là T1 nhá. Bây giờ tiếp theo tiếng T2 mà tôi viết là gì? S2 là theo cái viết tắt của tiếng Anh, second sound. Tiếng thứ hai thì thanh và ngắn, nghe rõ ở đáy tim. Đấy. Do đóng van động mạch. Như vậy đây chúng ta có cái vị trí nghe rõ, đúng không? Đấy. Ở đây chú ý là cái vị trí để nghe rõ tiếng thứ nhất hay là nghe rõ tiếng thứ hai, đúng không? Thế thì chú ý là ở tất cả các vị trí chúng ta đều nghe thấy hai tiếng, tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai. Nhưng ở chỗ ví dụ mỏm tim thì nghe rõ tiếng thứ nhất hơn là tiếng thứ hai. Đáy tim thì nghe tiếng thứ hai rõ hơn tiếng thứ nhất thôi, không có vấn đề gì cả nhá. Nhưng mà các bạn chú ý S2 thanh và ngắn chỉ do đóng van động mạch thôi. S3 thì đôi khi nghe thấy thôi, nhưng mà chỉ thường nghe thấy ở người khỏe mạnh thôi, đúng không? Thường thường nó sau S2 là do máu về tâm thất, đúng không? Rất mạnh sinh ra lúc là giai đoạn thì đầy thất nhanh ấy, khi tâm thất giãn ra một cái, giãn mạnh được cả thì sao, cái van nhĩ thất mở ra, máu hút từ tâm nhĩ về tâm thất, máu về nó mạnh đến mức gây ra một tiếng S3, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là cái tiếng này dù sao nó vẫn nhỏ hơn S1, S2 rất nhiều. Vì vậy nếu chúng ta hít vào sâu, hít vào thì tiếng này mất đi. Vì sao lại mất đi? Hít vào thì sâu, hít vào thì phổi nó nở ra, nó phổi thì chứa khí, nó chèn vào giữa gì, giữa thành ngực và gì và tim. Đấy. Như vậy là một cái đệm khí, như vậy âm nó qua đấy nó sẽ bị mất đi, đúng không? Như vậy đây là tiếng sinh một nhật trà. Bây giờ chúng ta thử đây. Đây tiếng tim, tiếng thứ nhất này, từ cái gì đóng van nhị thất, máu cơ tâm thất co, máu phun vào động mạch đấy, S1. S2 là do đóng van động mạch chủ, động mạch chủ và động mạch phổi cùng một lúc. S2 này thấy chưa? Đấy. Thế sau đây có thể S3, sau đây chu kỳ sau là gì? S1. Ngài về chú nhá. Nào. Như vậy nếu chúng ta nghe tim cũng được xác định được chu kỳ tim. Như vậy đến đây này, S1 do tâm thất co, đúng không? Ở đây là gì? S2 do tâm thất giãn, đúng không? Tiếp tục lại S1 do tâm thất co. Như vậy nếu mà chúng ta nghe tim, chúng ta chỉ biết được gì của tâm thất, hoạt động tâm thất thôi. Chúng ta không biết hoạt động của tâm nhĩ. Đúng chưa? Và trong này người ta hay nói là gì, so sánh giữa gì là chu kỳ tim lâm sàng, đúng không? Và chu kỳ tim sinh lý. Nếu chúng ta xác định chu kỳ tim bằng lâm sàng là một tiếng tim S1, S2 thì chúng ta chỉ biết hoạt động của tâm thất thôi, đúng không? Giống như mỏm tim, chúng ta không biết hoạt động của tâm nhĩ. Bây giờ vấn đề thế này, khoảng im lặng ngắn tức là từ S1 đến S2. S1 đến S2 tương ứng với thời kỳ tâm thất thu, đúng không? Và cái khoảng thời gian này chính xác là 0,3 giây, đúng không? Đấy, S1 đến S2 toàn bộ tương ứng với thời kỳ tâm thất thu là 0,3 giây. Bây giờ chú ý này, như vậy khoảng im lặng ngắn từ S1 đến S2 là tương ứng với thời giai đoạn tâm thất thu nhỉ, tương ứng với giai đoạn tâm thu. Bây giờ từ S2 cho đến S1 chu kỳ sau là tương ứng với thời kỳ tâm thất trường, được chưa? Và thời gian của gì ra được cái khoảng im lặng này, không nghe thấy tim, người ta gọi là im lặng. S2 đến S1 của chu kỳ sau rồi nó là tương ứng 0,5 giây, đúng không? Đấy, 0,5 giây đấy, 0,4 giai đoạn tâm thất trường và 0,1
Như vậy cái khoảng này người ta gọi là gì, SC2 cái chu kỳ này đến SC1 chu kỳ sau, người ta gọi khoảng im lặng dài. Khoảng im lặng dài tương ứng với thời kỳ tâm thất trương, rồi còn im lặng ngắn tương ứng với thời kỳ tâm thất thu. Vì vậy nếu chúng ta nghe một tiếng bất thường ở trong giai đoạn im lặng ngắn này, đấy, nghe thấy tiếng bất thường, nhờ đặt ông nghe đây mà nghe tiếng bất thường, người ta gọi đấy là tiếng thổi tâm thu. Còn người ta thấy nghe thấy tiếng bất thường ở trong khoảng im lặng dài này thì người ta gọi là gì, tiếng thổi tâm trường, được chưa? Đấy, như vậy tóm lại nghe tiếng tim thì chúng ta sẽ nghe thấy hai tiếng tim trong một chu kỳ tim, đấy là S1, SC2, đúng không? Và tương ứng nào, S1 do đóng van nhĩ thất, tâm thất co, máu vào động mạch chủ. Còn và SC2 là sao? Là do đóng van động mạch. Vì vậy SC2 thanh và ngắn, S1 trầm và dài, đúng không? Và chúng ta sẽ xác định được hai cái khoảng im lặng. Im lặng ngắn là tương ứng với thời kỳ tâm thất thu và im lặng dài tương ứng với thời kỳ tâm thất trương, đúng không? Vì vậy nếu mà nghe tiếng thổi bất thường ở trong khoảng im lặng ngắn thì chúng ta nói là gì, tiếng thổi tâm thu. Còn nếu nghe tiếng thổi bất thường ở giai đoạn khoảng im lặng dài thì chúng ta gọi là gì, tiếng thổi tâm trường, được chưa? Như vậy ta xong cái gì, tiếng tim. Thế trước khi xong tiếng tim thì chân lâm sàng ta nói thêm một chút. Người ta có những nơi, cái vị trí chúng ta nghe tim, đúng không? Mà chúng ta gọi là cực ổ của cơ van. Ở khoang tiền sườn 2, bên cạnh đường ức bên phải, và khoang tiền sườn 2 cạnh đường ức bên trái, được chưa? Đây đường giữa đòn bên trái. Thì đây, đây các bạn ơi, người ta các bạn ơi, các bạn nước ngoài họ thường dạy này, nghe tim, đúng không? Nếu chúng ta đặt ông nghe vào vị trí này, khoang tiền sườn 2 bên phải, thì ta nghe thì cũng nghe thấy thứ hai tiếng tim, đúng không? Nhưng mà ta nghe rõ tiếng tim tim thứ hai là tiếng tim thứ hai. Nghe rõ tiếng tim hai đây là ổ van gì? Nghe rõ tiếng van này, van của động mạch chủ. Vì các bạn nhớ là động mạch chủ nó chéo sang bên phải. Còn đây là gì? Rõ, nghe rõ tiếng van của gì? Đóng van của gì? Động mạch phổi. Thế thì người các bạn ở nước ngoài họ nghe từ trên, từ bên trên này, từ bên phải qua bên trái, xong lại xuống. Xuống đây là gì? Khoang tiền sườn 4. Thì có hai vị trí, đây khoang tiền sườn 4 là gì? Có thể là bên bên phải xuống ức hoặc là bên bên trái xuống ức. Còn đây là khoang tiền sườn 5 trên đường giữa đòn trái. Thì cái chỗ mỏm tim này thì tương ứng như nghe rõ như van và van hai là. Còn chỗ này khoang tiền sườn 4 này chúng ta sẽ nghe hai lên sườn 4 hoặc lên sườn 5. Ta nghe rõ gì, tiếng van của gì? Van ba lá. Như van hai lá, van ba lá tương ứng với tiếng S1. Được chưa? Đây là tiếng thứ nhất. Nào, tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai trên chu kỳ tim chúng ta có bài tập để chúng ta nghe nhá. Đấy, nghe theo tôi thì các bạn có thể mua được cái gì ống nghe để chúng ta nghe thử. Trước hết là chúng ta nghe chính mình, người chúng ta để xác định tiếng tim bình thường trước đã. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ học, sẽ biết được tiếng không bình thường. Bây giờ sang biểu hiện thứ ba là điện tim. Cái biểu hiện bên ngoài thứ ba là điện tim. Điện thế sinh ra khi tim hoạt động thì được truyền ra toàn bộ cơ thể, điện thế lan truyền ra toàn bộ cơ thể. Thì chúng ta có thể phép phát hiện được, chúng ta có thể phát hiện được bằng phép ghi điện tim, bằng cách để ghi điện tim, đúng không? Bằng ghi điện tim thì tiếng Anh nó ghi là electrocardiography. Electrocardiography. Đấy, còn hình ảnh mà phép ghi điện tim ghi được thì người ta gọi là điện tim, đúng không? Mà chúng ta hay gọi là điện tâm đồ. Đấy, điện tim là electrocardiogram. Vì vậy họ thường viết tắt là chữ ECG. Và các doctor Việt Nam bây giờ trong lâm sàng thì thường ta dùng là ECG. Đúng không? Đôi khi vẫn là dùng điện tim. Đôi khi nữa có thể bây giờ có một số người vẫn còn chữ điện tâm đồ. Điện tim để làm gì? Đánh giá nhịp tim. 2. Dẫn truyền xung động trong tim. 3. Tình trạng cơ tim. Đây là một cái
kỹ thuật thăm dò rất giá trị đúng không? Đấy. Tuyệt vời, xem nhịp tim này, dẫn truyền xung động trong tim này, tình trạng cơ tim. Vì vậy, khám tim, đấy. Ngoài việc nghe, đúng không? Nghe để sờ mỏm tim đập hay nghe, thì bao giờ cũng phải làm cái đường tim. Được cách đặt điện cực trên lên cơ thể chúng ta ghi, thì người ta gọi đạo trình. Đấy. Thế thì có người gọi đạo trình hay có người gọi truyền đạo? Thế thì bây giờ có bao nhiêu truyền đạo? Thế với nguyên tắc một máy ghi điện tim thì nó có hai cái điện cực để ta ghi chênh lệch điện thế giữa hai vị trí, đúng không? Nhưng mà đôi khi cũng cùng với máy ghi thôi, người ta có thể ghi là chênh lệch điện thế giữa hai vị trí của cơ thể, đặt lẫn cơ thể. Nhưng mà đôi khi người ta chỉ dùng một điện cực thăm dò thôi, còn điện cực họ để cho gì? Điện thế bằng không. Thế thì người ta so sánh gì? Cái điện thế của điện cực thăm dò với điện thế bằng không, được chưa? Vì vậy ta có những đạo trình sau. Một đạo trình mà gì gọi là gì? Song cực, tức là hai cực, hai đặt hai điện cực. Người ta có đạo trình song cực chi, tức là gì, hay là đạo trình ngoại vi đấy, đặt ở cực chi. Đấy, ví dụ tay phải, tay trái. Đấy, tay phải, tay trái, tay phải, tay trái. Đấy, một điện cực tận tay phải, tay trái. Thì cái đoạn đạo trình D1. Chưa? Tay phải, chân trái. Đấy. Tay phải, chân trái. Đây, mô hình rõ. Đạo trình trong cực chỉ D2. Còn D3, tay trái, chân trái. Đây, tay trái này, chân trái. Đúng không? Ở đây điện cực đối đất để cho nó chống nhiễu. Đấy là đạo trình song cực chi. Như vậy ta có ba đạo trình song cực chi. Đây là D1, tay phải, tay trái. D2, tay phải, chân trái. D3, tay trái, chân trái. Bây giờ đạo trình đơn cực chi. Như là ta chỉ có một điện cực thăm dò thôi. Còn một điện cực ta sẽ nối tất cả cái phần vị trí cơ thể lại. Sau đó nối qua một điện trở để cho biến điện thế bằng không. Ví dụ đây là AVR, đây là điện cực đặt bên tay phải. Đây là cái điện cực, tất cả những điện cực chân tay trái, chân trái nối lại với nhau và nối qua một điện trở để cho chúng ta ghi. Đây là máy ghi. Như vậy điện cực thăm dò chỉ có một điện cực thăm dò tay phải, đúng không? Đấy, thì người ta AVR RIME. Đây bên này là AVL tay trái, điện cực thăm dò, đúng không? Còn một điện cực nữa chân trái, AVF foot, chân trái. Đây là phần giải thích. Bây giờ đạo trình đơn cực trước tim. Thế thì chúng ta một điện cực thăm dò đây, V1, khoang liên sườn 4, cạnh đường ức bên phải. V2 đối diện là gì? Khoang liên sườn 4, cạnh đường ức bên trái. Nhưng mà chúng ta sẽ là đây là khoang liên sườn 5 trên đường giữa đòn trải là V4. V3 thì nằm giữa V2 và V4. V5 là khoang liên sườn 5 là khoang liên sườn 5 ở đường nách trước. V6 là khoang liên sườn 5 và đường nách giữa. Được chưa? Như vậy thông thường chúng ta sẽ ghi điện tim của một người đấy là bao nhiêu? 12 đạo trình, trong đó có 3 đạo trình song cực, đúng không? Là 2 điện cực. Còn bao nhiêu? Bao nhiêu? 3 điện cực rồi, 9 điện cực đúng không? 63 là 9. 9 đạo trình đơn cực, trong đó có 3 đạo trình đơn cực chi, 6 điện cực là gì? Đơn cực trước tim. Bây giờ ta thử xem cái điện tim như thế nào. Đó. Hình ảnh ghi được, đây là điện tim ECG đúng không? Electrocardiogram. Đó. Có những sóng, đó. Sóng P, QRS, sóng T đúng không? Sau này lặp đi lặp lại sóng P gì đó. Như vậy chúng ta nghiên cứu điện tim chúng ta biết được chu kỳ tim. Đây, nhưng mà đây là ví dụ, đây là ta ghi trên đạo trình D2. Người ta thường thường đo thời gian biên độ các sóng
người ta đo được tạo trình D2 rõ hơn đây, tại vì là để sóng P đây, QRS đây, để sóng T đây một chu kỳ, tiếp tục là sóng P tiếp theo đúng không? Cứ như thế. Bây giờ trước khi vào thì chúng ta xem nhịp tim, trên điện tim ta xem nhịp tim đúng không? Thế thì chúng ta Việt Nam hay nói tần số tim, tiếng Anh nó dùng heart rate, mình dùng là gì? H H A R đúng không? H A tiếng Anh đúng không? Đấy, thực ra cả cái máy nó sẽ ghi là gì? H A. Thầy viết tắt là chia chúng đọc tiếng Việt Nam H R đúng không? Heart rate. Nhà bình thường chúng ta không loại ra họ nhịp tim cơ sở là đốt xoang. Nút xoang phát rung động rồi. Bây giờ ta thử xem trên điện tâm đồ nó biểu hiện cái gì. Nếu nút xoang phát rung động thì là người ở nhịp xoang, sóng P đúng không? Sóng P thì phải trước QRS rồi đó, sóng P thì trước QRS đúng không? Và PQ không đổi trong cái quãng thì 0,1 thì 0,2 giây đây. Đây khoảng đến thời gian P này, đến sóng Q, PQ. Được chưa? Vì sao nó phải đến cái điều kiện nó không đổi? Và vì sao điều kiện là phải 0,11 đến 0,2 giây đúng không? Nếu mà cái đoạn này ngắn hơn 0,11 đúng không? Thì tức là gì? Xung động không phải nút phát ra đâu, phát ra nút xoang mà phát động cái gì ở tâm nhĩ đúng không? Thì như vậy thời gian PQ nó sẽ ngắn đi rất nhiều, không phải nhịp xoang. Thế còn một điều kiện nữa là sóng P phải dương ở D1, D3, V5, V6 và âm ở AVR. Đấy, điều kiện như thế nó gọi là xoang. Thế bây giờ nếu mà nhịp nhịp tim mà không phải do nút xoang phát rung động thì người ta gọi là nhịp nút, cũng có thể do nút nhĩ thất và bó hít đúng không? Nếu nút nhĩ thất phát rung động thì luôn luôn có nhịp tim sẽ nhỏ hơn mà bao nhiêu 60 lần phút, và bó hít thì nhịp tim sao luôn luôn nhỏ hơn 40 lần phút. Vì vậy các bạn ơi, như vậy chúng ta phải muốn biết được gì, như vậy nếu mà nốt nhĩ thất thì sẽ không có nút số, không có sóng P đúng không? Hoặc sóng P không đi trước, sóng B không đi trước QRS đúng không? Vì vậy chúng ta chú ý đi, rất quan trọng, đây là cái điều kiện để chúng ta xác điện tim, để chúng ta xác định đây là người tim của người này đập theo nhịp nút xoang hay không phải nút xoang. Thế thì cơ bản hôm nay chúng ta với chúng ta năm thứ hai chúng ta chỉ học đến thế đã nhá. Bây giờ sao biết nhịp tim là bao nhiêu? Rất đơn giản, nên sóng R, chúng ta thường hay lấy này nó dễ, có thể là sóng P từ đỉnh sóng B là sóng B được, nhưng mà trong thực tế lâm sàng các bạn tính sóng P nó tù và xác định cái peak của nó khó lắm. Nó sóng QRS nó nhọn thì mình đã lấy được khoảng R R mà nếu chúng ta lấy chu kỳ tim rồi bắt đầu từ sóng R này cũng là thời gian của chu kỳ tim đúng không? Bây giờ ta biết tốc độ dây ghi ta tính được ngay khoảng R là bao nhiêu giây, bao nhiêu mili giây đúng không? Đấy, thế ta lấy 60 chia cho thời gian của một chu kỳ tim thì ta ra sang xa xa ta sẽ có nhịp tim, được chưa? Thế bây giờ xem có đều hay không đều, nhưng mà tôi nói lại để cách tính nhịp tim nhé. Để chúng ta lấy thời gian khoảng hai khoảng R này. Đấy, đây là thời gian của một chu kỳ tim mà đúng không? Tính thời gian này lấy 60 chia cho thời gian này ra ra nhịp tim, tức là số lần tim đập trong một phút. Thế bây giờ ta thử xem có đều hay không đều, ta làm nào. Đây sóng R này rồi ta lại đo một sóng R này đến R tiếp theo đúng không? Đấy, nếu mà thời gian nó như nhau nhịp tim đẻ đúng không? Còn thời gian của sóng R này sóng R R tiếp theo mà không bằng nhau đúng không, ta biết được nhịp tim không đều. Như vậy hôm nay về mặt lý thuyết thì chúng ta đã biết tính được, để biết được nhịp tim là nhịp xoang hay không phải nhịp xoang đúng không? Hai thầy 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 nói lại cái khoảng đều hay không đều rồi đi rồi, được thầy. rồi, thứ hai là đều không đều rồi. Thì nhịp tim là bao nhiêu? Đều ở đây ta đo thời gian từ sóng R này, đây là thời gian của một chu kỳ tim đúng không? Đấy, bây giờ ta đo khoảng R này đến R tiếp theo nữa, được chưa? Ví dụ ra đây, được chưa? Đấy, bây giờ cái đoạn này là nào, thời gian khoảng R này thứ nhất này, R thứ hai đúng không? R hai, R thứ ba, thời gian hai khoảng này như nhau, nhịp tim đều. Nếu không như nhau, không đều.
Được chưa? Đấy. Tóm lại, nếu các bạn tập trung nghe và về áp dụng lại thì chúng ta biết được, nhìn đến điện tim ta biết nhịp xoang hay không xoang, tần số là bao nhiêu, nhịp tim là bao nhiêu lần trong 1 phút, ba là gì, đều không đều. Bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ nữa là thời gian. Như vậy ta đã xem nhịp tim rồi ạ. Người ta xem thời gian, điện thế các sóng. Được chưa? Điện thế các sóng. Một ECG điển hình thì có 3 sóng. Để sóng P và sóng QRS. Cái này thì gọi phức hợp QRS hay tôi gọi sóng QRS đúng không? Đấy. Sóng T. Sóng P là sóng khử cực tâm nhĩ. QRS là sóng khử cực của tâm thất. Đấy, phức hợp. Sóng T là sóng tái cực tâm thất. Được chưa? Đấy, người ta sẽ xem nào. Sóng P. Đấy, nếu mà vào cái điện tim nó nhìn ngay thì sóng P này rất đẹp. Sóng P là sóng đầu tiên dương, thường là dương và nhỏ, nhỏ so với QRS là sóng P. Đầu tiên mà dương nhỏ là sóng P. Thời gian của nó là 0,08 cho đến 0,1 giây. Đấy, thời gian của sóng P đây, đây thời gian sóng P này đấy, từ đây đây là sóng thời gian sóng P. Điện thế này từ đây đến đường đặc điện đến đỉnh peak của sóng P 0,5 đến 0,2 V. Sóng P là gì? Là sóng khử cực của tâm nhĩ. Đấy, vì vậy nó sẽ đến, cái sóng P nó nằm trước cái đường vi co cơ tâm nhĩ. Đấy, đứng trước cơ đường vi co cơ tâm nhĩ. Bây giờ phức hợp QRS. Đây phức hợp QRS này. QR đây sóng Q từ đây. Sóng Q thường âm, S âm, R thường dương. Đấy. Đây là sóng lớn. Đây là sóng lớn. Mà sóng này do khử cực tâm thất. Vì vậy, nó sẽ đứng trên, nó ta ghi đường ghi co cơ tâm thất đúng không? Và điện tim cùng trên trục tọa độ thì ta thấy QRS sẽ đứng trước đường ghi co cơ tâm thất. Đây là cái sóng có đường ghi phức tạp. Vì sao? Vì các sóng, vì các đường đường vì các đường của các sóng khử cực thì đi qua thành cái tâm thất, để tâm thất phải mỏng tâm thất trái đúng không? Để theo hướng này, hướng trách xuống của cái tư thế tim là trách xuống dưới và ra trước đúng không? Vì vậy các đường khử cực nó luôn thay đổi liên tục, vì vậy tạo ra những thay đổi tương ứng theo hướng dòng điện, vì vậy nó sẽ có cái QRS. Thời gian cần cho mỗi tâm thất khử cực, QRS là thời gian cần, thời gian của QRS là thời gian cần cho gì, mỗi tâm thất khử cực. Và mỗi tâm thất khử cực thì phụ thuộc vào kích thước tương đối của hai tâm thất. Thời gian trung bình, thời gian này thời gian QRS bắt đầu sóng Q đến sóng S, thời gian trung bình là 0,08 giây. Đây là thời gian cần thiết để các hai tâm thất khử cực. Hai tâm thất thì tâm thất trái dài hơn tâm phải, thời gian sẽ dài hơn đúng không? Nhưng tổng hợp lại thì ta có sóng QRS. Sóng Q âm, này tôi nói rồi, sóng gì S cũng âm. Sóng sóng R là sóng nhanh nhanh dương. Đây, điện thế nó khoảng từ 1 đến 1,5 mV nhá. Đấy. Này, sóng âm, sóng S này có như điện thế không này. Nhớ QRS đứng trước co cơ tâm thất, đường đi co cơ tâm thất. Đây sóng T, đây sóng T này. Đây là sóng tái cực của tâm thất. Đây, thường đây thường sóng T này, từ đây này. Thường có thời gian là 0,16 giây nhưng mà tính thời gian rất khó. Rồi. Cho nên thì người ta hay tính thời gian QT. Đây là sóng tái cực. Chúng ta biết là tái cực thì chậm hơn cực cực. Vì vậy sóng T rộng, sóng T nó rộng. Đây viết viết sóng T này để ta học thôi cho nó rộng, nó đường đường đi lên không rõ này đâu. Ở trong thực tế lâm sàng. Vì sóng T rộng và có diện điện thế thấp, thường thường sóng T này thời gian 0,16 giây nó bằng 1/3, 1/3 đến 1/4 của sóng R. Đây chúng ta tính đang đang tính trên đảo trình V2. Đây là các khoảng. Như vậy ta đã có gì, các sóng thì ta có biên độ điện thế sóng, thời gian các sóng đúng không? Đây là sóng P, sóng QRS và sóng T. Tôi nhắc lại, sóng P là khử cực của tâm nhĩ,
sóng QRS là sóng khởi cực tâm thất, sóng T là sóng tái cực tâm thất, được chưa? Giờ chúng ta xem các khoảng giữa sóng P và sóng QRS, người ta gọi là PQ, đấy, khoảng PQ, đúng không? Mà đôi khi sóng Q không thấy thì họ gọi là PR, bắt đầu của sóng P cho đến gì, bắt đầu sóng Q, đấy, khoảng PQ. Chính đây là thời gian dẫn truyền từ nhị xuất thất. Thật là đôi khi họ viết PQ gạch ngang này, PQ này mà họ đôi khi họ viết gạch ngang. Đây là thời gian từ lúc bắt đầu khởi cực tâm nhị cho đến bắt đầu khởi cực tâm thất. Đấy. Đôi khi thì được khoảng PR đúng không? Vì không có sóng Q. Bây giờ thay đổi với khoảng PQ này. Nó thay đổi theo tốc độ dẫn truyền qua nút nhị thất. Đúng không? Cái nút nhị thất là tiếng Anh là atrioventricular note AV hay là AV này. Nếu như dẫn truyền ở nút nhĩ thất và giảm khi block tim ấy, thì PR sẽ tăng, PQ hoặc PR sẽ tăng để tốc độ dẫn truyền giảm. PR mà giảm nghĩa là tăng tốc độ dẫn truyền qua nút nhĩ thất, nên thường do kích thích giao cảm chi phối tim. Còn PR mà tăng nghĩa là gì, giảm tốc độ dẫn truyền qua nút nhĩ thất do kích thích hệ thần kinh đối giao cảm. Đúng không? Có ta học rồi. Thần kinh đối giao cảm thì nó chỉ chi phối nút xoang và nút nhĩ thất thôi, không chi phối bó hít. Còn hệ thần kinh giao cảm thì chi phối nút xoang, nút nhĩ thất, đúng không? Và cơ nút bó hít và gì cả cơ tâm thất nữa. Giai đoạn thứ hai là đoạn ST, như khoảng PQ nha, đoạn ST. ST tương ứng với điện thế hoạt động của pha cao nguyên của gì, toàn bộ cơ tâm thất. Rồi lúc này sao? Nó là khởi cực hoàn toàn đúng không? Là cái đoạn nằm ngang ấy, khởi cực kéo dài, ST. Khoảng QT là thời gian bắt đầu từ khởi cực tâm thất đến tái cực tâm thất. Thời gian QT là 0,32 đến 0,42. Đây tôi xem lại. ST, đoạn này ST. ST, đoạn QT. Từ từ sóng Q đây cho nên kết thúc sóng T đây. Đúng không? Đây là thời gian thì vừa khởi cực tâm thất vừa tái cực tâm thất. Như vậy nếu mà cơ tim nó biến đổi tổn thương hay gì, tập dẫn truyền bị tổn thương thì nó sẽ thay đổi cái khoảng thời gian này, đúng không? Đấy là thời gian, đúng không? Và các khoảng thời gian của các khoảng. Thứ nhất là khoảng PQ dẫn truyền nhị thất, QT là thời gian khởi cực và tái cực tâm thất, và đoạn ST là gì? Đấy là thời gian, là cái thời đúng tương ứng với thời gian gì, khởi cực kéo dài của gì, của cơ tâm thất. Giờ ta khái niệm chụp điện tim. Chụp điện tim các bạn sẽ được học sau. Nhưng mà đối với bộ môn tôi chỉ giảng phần cơ bản để các bạn biết thôi. Tổng hợp tất cả điện thế hoạt động của tim thì nó tạo thành cái trục điện tim. Thế bây giờ người ta thường hay dùng tam trục kép này, rồi bỏ xong rồi phức tạp này. Đây đường nằm ngang. Cái trục điện tim mà nó hợp với gì? Đường nằm ngang một góc. Góc này có người gọi góc alpha. Và dựa vào góc alpha này thì người ta gọi là gì? Người ta phân biệt được các loại trục điện tim. Nếu góc alpha hợp với đường nằm ngang này từ 0 đến 90 độ thì người ta trục bình thường, nên thường thường gọi là trục ta. Còn từ dương 90 độ đến âm 150 độ là trục trái, trục phải. Còn từ 0 độ này cho đến 90 độ là trục trái. Người ta có thể sử dụng gì, nhận biết nhanh bằng gì, bằng cái điện tim, bằng cái sóng R của cái đạo trình D1, D3, thường hay dùng D1, D3 đúng không? Ví dụ D1, D3 mà sóng R cùng 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 dương cả như thế này, cùng dương này, thì người ta nói thường là bình thường hay trục trung gian. Còn đây có xu hướng phải thì xu hướng chạch là trái, còn trục trái đây. Đấy, được chưa? Dũng Trần Quang bây giờ mới vào. Để các bạn biết thế nhá. Đấy. Bây giờ một biểu hiện nữa là bạch đập.
thì tim tống máu động mạch thì tạo ra sóng mạch. Vậy mạch sẽ đẩy lên, vì vậy chúng ta bắt mạch ở động mạch quay hay động mạch nào đó, động mạch cảnh đúng không? Đây chúng ta đang mình đây, đây động mạch cánh tay, đây động mạch quay, đây động mạch cảnh gốc, đây động mạch đùi đúng không, đây mạch kheo đúng không, đây, đây là gì, động mạch trụ đúng không, đây là mạch mu chân. Thì ta thấy khi nó nảy lên tương ứng với thời kỳ tâm thất thu đúng không, và khi nó chìm xuống tương ứng thời kỳ tâm thất trường. Vì vậy chúng ta có thể là gì, bắt mạch được đúng không, bắt mạch ta biết là gì, biểu hiện bên ngoài của tim. Thế thì lúc chân quang sẽ lại vào này, ra lại vào này, được chưa? Đấy, cái này tôi biết, tại vì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật là gì, trong tôi lâm sàng chúng ta phải làm cái việc chúng ta vừa phải đếm đếm nhịp tim, heart rate đấy, ở mỏm tim chúng ta vừa đếm mạch để xem có trùng nhau không, trong rất nhiều trường hợp bệnh lý, được chưa? Được chưa? Đấy, phải chú ý nha. Đây là cái kỹ thuật rất đặc biệt mà chúng ta cần chú ý. Không có gì là lớn lắm, đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta phải làm. Để đến lưu lượng tim. Nghĩa là xong cái phần biểu hiện bên ngoài của tim. Một là mỏm tim đập. Hai, tiếng tim. Đây là hai những biểu hiện rất rõ trên lâm sàng đúng không? Người ta hay nói là chu kỳ tim lâm sàng đúng không? Thế thì nghiên cứu chu kỳ lâm sàng bằng gì? Bằng tiếng tim và mỏm tim thì chúng ta biết, chỉ biết hoạt động tâm thất thôi, không biết hoạt động tâm nhị đúng không? Nhưng khi chúng ta nghiên cứu điện tim thì chúng ta có thể biết. Bây giờ đến phần 6 là lưu lượng tim. Thì tiếng Anh nó gọi là cardiac output. Cardiac output ký hiệu là viết tắt là chữ CO đúng không? CO. Bây giờ muốn biết lưu lượng tim là gì, chúng ta phải có định nghĩa đã. Thể tích tâm thu trước, tiếng Anh là shock volume, SV. SV là thể tích máu được bơm vào động mạch, được chưa? Là thể tích máu được bơm vào động mạch của một tâm thất trong một lần co vo. Người ta gọi thể là gì, thể tích tâm thu. Thế bây giờ lưu lượng tim là gì? Đây. Là lượng máu tim bơm vào trong động mạch trong một phút, tức là của một tâm thất trong một phút. Đây, thế thì người ta viết thành công thức lưu lượng tim thì bằng thể tích tâm thu nhân với gì, heart rate, đây là nhịp tim đúng không? Nếu ta thử lấy thể tích tâm thu người Việt Nam là 60, nhịp tim là 75, ta có 4 lít phút, 4,5 lít phút. Bây giờ lưu lượng tim trái thì bằng, các bạn nhớ là lưu lượng tim trái luôn luôn bằng lưu lượng tim phải. Còn nếu không bằng nhau tức là bệnh. Lưu lượng tim phải lớn hơn lưu lượng tim trái, trong trường hợp tim trái suy thì máu sẽ ứ ở phổi đúng không? Còn nếu lưu lượng tim trái đúng không? Lưu lượng trái không, nhớ nhá, không bằng lưu lượng tim phải thì sẽ ứ máu ở đâu ở phổi. Còn lưu lượng tim trái tim phải đúng không, lưu lượng tim phải mà thấp hơn lưu lượng tim trái thì máu sẽ ứ ở đâu rồi, ở ngoại vi, gây phù ngoại vi. Bây giờ vấn đề này chúng ta phải biết, như vậy thể tích tâm thu đấy, chắc trên lâm sàng họ tính thể tích tâm thu làm gì. Bây giờ ta dùng sử dụng kỹ thuật siêu âm, người ta tính được thể tích tâm thu. Thể tích tâm thu là thể tích máu của một tâm thất tống vào trong động mạch trong một lần co vo. Thế thì thể tích tâm thu ấy, trên lâm sàng họ sẽ tính như này, mà chúng ta phải biết, học phải biết này. Thể tích tâm thu sẽ bằng thể tích cuối tâm trương trừ đi thể tích cuối tâm thu. Đấy. Cuối tâm trương là trước khi nó đầu nó co đúng không? Thể tích cuối tâm thu là sau đi co rồi thì thể tích thắt nó bằng bao nhiêu? Để thể tích cuối tâm thu định nghĩa luôn cho các bạn. Thể tích cuối tâm trương. Đấy. And diastolic volume này ký hiệu EDV đúng không? Tất cả cái ký hiệu này là trong cái tờ xét nghiệm siêu âm đều có. Thể tích cuối tâm trương là lượng máu thu thập về tâm thất trong thời gian tâm thất trường. Như vậy thể tích cuối tâm trương sẽ phụ thuộc vào thời gian tâm thất giãn, và nó càng giãn lâu thì máu về càng nhiều, và áp lực tĩnh mạch. Áp lực tĩnh mạch làm sao, áp lực mà giảm thì máu về tâm thất giảm, áp lực tĩnh mạch tăng thì máu về tâm thất nhiều. Vì vậy một trong hai
một trong hai yếu tố này tăng thì thể tích cuối tâm trường sẽ tăng. Biết thể tích cuối tâm thu end systolic volume là thể tích máu còn lại trong tâm thất sau khi tâm thất đã tống vào động mạch. Đấy, như vậy ta sẽ lấy ra cái chỉ số này, ta trừ đi ra chỉ đúng là thể tích tâm thu trên lâm sàng, tính một trong lâm sàng không. Thế bây giờ ta thử xem là thể tích cuối tâm thu thì phụ thuộc vào gì? Và áp lực động mạch. Đấy. Và lực co của tâm thất. Đúng. Lực co mà tăng thì thể tích cuối tâm thu sẽ giảm. Đúng không? Còn thể áp suất máu động mạch mà tăng lên, đúng không? Thì sẽ làm giảm gì? Thể tích cuối tâm thu. À, sẽ làm tăng gì? Thể tích cuối tâm thu. Yeah. Áp suất máu động mạch mà tăng thì máu không tống được vào trong động mạch nhiều, vì vậy nó nằm ở trong gì? Trong tâm thất. Vì vậy thể tích cuối tâm thu sẽ tăng. Đấy. Động mạch tăng sẽ làm gì? Thể tích cuối tâm thu giảm. Áp suất máu động mạch tăng. Đúng không? Bây giờ ta sang điều hòa động tim để đưa các bạn khái niệm, các bạn chú ý nha. Để rất khái niệm rất quan chú ý. Nhớ là thể tích tâm thu thì sẽ bằng thể tích cuối tâm trương trừ đi thể tích cuối tâm thu. Thể tích tâm thu sẽ bằng thể tích cuối tâm trương trừ đi thể tích cuối tâm thu nha. Bây giờ sang điều hòa động tim. Cái phần này thì tôi giảng khác trong sách một chút. Thực tế lâm sàng hơn vừa rồi cái phần tính thể tích tâm thu ấy thì nhiều sách của Việt Nam không viết đâu, nhưng mà tôi muốn cung cấp cho các bạn để các bạn sau này khi lâm sàng thì biết được tại sao họ tính được thể tích tâm thu trên siêu âm và dựa đó để chúng ta chẩn đoán các bệnh của tim. Thế thì điều hòa động tim thì các sách của Việt Nam sẽ viết theo cái dàn bài sau. Một là điều hòa bằng thần kinh, hệ nội tiết, thần kinh và nội tiết, thể dịch, cơ chế thần kinh và thể dịch, nhìn chung như vậy. Nhưng mà ở đây tôi muốn tách ra chút. Là đầu tiên là điều hòa thể tích tâm thu. Đấy, quan trọng lắm. Hai là điều hòa nhịp tim. Điều hòa nhịp tim thì có thần kinh và thể dịch. Còn điều hòa thể tích tâm thu thì chủ yếu là do tim tự điều hòa, người ta gọi tự điều hòa của tim. Vì vậy chúng ta bắt đầu đi vào phần 1 là điều hòa thể tích tâm thu. Đấy, thể tích shock volume là SCV. Chứ là người ta gọi là tự điều hòa. Thì tim tự điều hòa theo luật Frank Starling. Thế thì Starling ấy, luật Starling rất phổ biến trong y sinh học. Đúng không? Thế mà áp dụng của tim thì là thế này. Lực co cơ tim thì phụ thuộc chiều dài sợi cơ tim trước khi co. Phụ thuộc chiều dài sợi cơ tim trước co chứ không phải tỷ lệ thuận. Nhiều sách Việt Nam biết là tỷ lệ thuận, không phải. Vì nó không liên quan tuyến tính đâu, tuyến tính đúng không? Thì mới gọi là gì, tỷ lệ thuận, đây không tuyến tính. Đấy. Lực co cơ tim và chiều dài trực tim không liên quan tuyến tính. Nhưng mà máu thường thường thì máu về tim nhiều thì tim có bay có bọc mạch lên nhưng không tuyến tính, liên quan không tuyến tính. Như vậy nó cái tránh ứ động, nó tránh ứ động máu trong tim. Và như vậy nó tăng lưu lượng tim. Trong trường hợp mà cơ tim dạng có mức lên thì cơ tim bị thoái hóa. Nên mất trương lực thì cơ tim bị co yếu. Nhưng mà ta chỉ nghiên cứu lâm sàng bình thường thôi, không cần. Việc các yếu tố chính về kiểm soát, đây là điều hòa thể tích tâm thu. Các yếu tố chính để kiểm soát thể tích tâm thu đó là tiền gánh. Đây là một từ rất mới đúng không? Sách của Việt Nam chưa cập nhật. Tiền gánh. Tiền gánh có tên là tiền tải. Có dịch đôi khi chúng ta dùng tiền tải là tiếng Anh preload, là mức giãn của cơ tim trước khi co, đây chính là thể tích cuối tâm trương, và đây là chính lượng máu về tim. Lượng máu về tim thì phụ thuộc vào thể tích hoặc tốc độ của máu tĩnh mạch, đúng không? Về tim ta vừa mới biết rồi đúng không? Thế bên nhịp tim nhịp tim mà giảm thì thời gian máu về tim dài, máu về nhiều đúng không? Thể tích từ cuối tâm trương tăng hoặc vận động đúng không, lượng máu về tim nhiều, và ngược lại nhưng mà nhịp tim nó tăng, nhịp tim nó nhanh thì thời gian gì tâm trương ngắn, máu về tim ít. Áp lực máu mà tâm thất phải vượt qua. Đấy, áp lực máu mà
áp lực máu mà tâm thất phải vượt qua để bơm máu vào động mạch thì người ta gọi là hậu gánh. Từ đôi khi dịch là hậu tải, từ tiếng Anh là afterload, là áp suất máu tăng thì làm giảm khả năng tống máu của tâm thất, rất đặc biệt. Áp suất động mạch là nơi động mạch là nơi mà áp tâm thất đẩy máu vào, mà vì vậy áp suất mà tăng thì làm giảm khả năng tống máu tâm thất. Bây giờ một thuật ngữ nữa, một cái thông số nữa rất hay dùng để chẩn đoán suy tim, phân suất tống máu. Vì chúng ta phải gì, phải biết thể tích cuối tâm thu, thể tích cuối tâm trương, đúng không, chúng ta mới biết được phân suất tống máu. Đây là ejection fraction, EF, nếu mà đọc tiếng Anh là tiếng Việt Nam là EF. Đây là thông số rất quan trọng, là tỷ lệ giữa thể tích tâm thu và thể tích cuối tâm trương, đúng không? Đây, thể tích tâm thu là SV soft volume and diastolic volume. Bình thường thể tích tâm thu với người 70 cân hơn, chúng tôi lấy là 70 ml. Đây thể tích, đây là thể tích tâm thu đúng không? Đấy. Thể tích cuối tâm trương là 110. Như vậy là gì? EF là bao nhiêu? Thông số là bao nhiêu? 60%. Thế thì thông số này cực kỳ quan trọng, để dựa vào suy tim, đúng không? Đánh giá, để đánh giá suy tim. Như vậy thứ nhất ta đã xong điều hòa tim bằng luật Starling hay là tự điều hòa của tim. Bây giờ phần 2 là điều hòa nhịp tim. Tôi nhắc lại, tôi giảng hơi khác một chút âm sách nhé. Sách của Việt Nam viết là gì? Điều hòa, cũng là tự điều hòa của tim. Hai là điều hòa tim bằng cơ chế thần kinh và thể dục. Mà tôi muốn rõ ra là đây là điều hòa nhịp tim là chính nhé. Vì vậy tôi để mục lồng bài 2 điều hòa nhịp tim bằng hệ chính nhất là hệ thần kinh, bằng hệ thần kinh vị thủ thì hệ thần kinh giao cảm được hoạt hóa bởi xúc cảm sợ hãi, tức giận hoặc vận động. Đấy, nhìn dùng chưa, thì các sợi sao giao cảm chi phối tim giải phóng ra norepinephrine, làm tăng nhịp tim đồng thời làm tăng lực co cơ tim. Nhớ norepinephrine đây là gì, tất cả các sách của các bạn, các bạn ra nước ngoài thì họ dùng norepinephrine, còn Việt Nam là dùng là noradrenaline. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ có cái từ a đây rồi. Nhưng mà noradrenaline, norepinephrine Việt Nam gọi là noradrenaline. Hai hệ đối giao cảm, có tác dụng đối lập với hệ giao cảm thông qua dây mờ, dây thần kinh 10 chi phối tim, và tác dụng cái gì, giảm nhịp tim thông qua acetylcholine. Rất ít các dụng lực cầu cơ tim. Như vậy đánh đúng rõ ràng cả hai cái hệ thần kinh này, hai hệ của hệ thần kinh tự chủ là giao cảm và đối giao cảm đều làm tăng hay giảm nhịp tim là chính. Chưa? Vì vậy nên để là gì, điều hòa nhịp tim. Bình thường cả hai hệ giao cảm và đối giao cảm liên tục xung đến nút xoang. Hôm qua hôm nọ ta học bài cái phần là gì, nhịp tim cơ sở rồi đúng không? Nhưng mà bao giờ các bạn thấy là ưu thế thuộc về đối giao cảm. Vì sao? Vì cắt cái dây 10 đi, nhịp tim tự nhiên nó sẽ tăng lên khoảng 25 nhịp. Bây giờ đến phản xạ tâm nhĩ. Như vậy hệ giao cảm, đối giao cảm, giao cảm làm tăng nhịp tim, đối giao cảm giảm nhịp tim. Bây giờ phản xạ tâm nhĩ. Khi máu về tâm nhĩ nhiều thì làm căng thành của tâm nhĩ giảm. Nên nó kích thích, cái receptor áp suất đấy. Đúng không? Xong nó về hành não, kích thích hệ giao cảm làm tăng gì, tần số tim, nhịp tim, đúng không? Thế thì các bạn ơi chú ý này, cái phản xạ này nhé, xuất phát từ tâm nhĩ, đúng không? Đấy, khi máu về tâm nhĩ nhiều, đúng không? Nó kích thích receptor áp suất ở đây làm căng, căng giãn thành tâm nhĩ, rồi kích thích hệ giao cảm để làm tăng heart rate. Thế thì cái này là tôi thấy là gì, đôi khi sách Việt Nam có phần viết là do kích thích ức chế giao cảm, đối giao cảm, nhưng mà thực ra nó đều là kích thích giao cảm nhá. Đấy, cái là cái một số những cái mà tôi muốn nói. Bây giờ xuất phát, phản xạ xuất phát từ receptor áp suất, áp suất máu tăng thì kích thích receptor áp suất ở xoang cảnh và qua động mạch chủ, đúng không? Để tạo xung qua ray herring. Cái dây là dây cảm giác của tim về hành não, và kích thích dây 10 qua herring về hành não, kích thích dây 10 làm giảm tim. Ok,
Đây, đây là như vậy, đúng là điều hòa nhịp tim rồi. Và giãn mạch thông qua trung tâm vận mạch này, nó sẽ thuộc về gì, bài động mạch. Người tôi nói đây biết là gì, nó vừa là tác dụng lên gì, cả tim và mạch chứ không phải gì mạch riêng. Nó phát ra phản xạ xuất phát từ receptor hóa học. Đấy. CO2 mà tăng, oxy mà giảm thì lại kích thích receptor hóa học của xoang động mạch cảnh và qua đường chủ cũng theo Hering về hành đạo, làm tăng nhịp tim và thông qua hệ giao cảm. Rất rõ ràng nha. Đây phản xạ bất thường để hoạt động tim, có hai phản xạ bất thường là phản xạ mắt tim, là phản xạ Asner đi, một cái này ít dùng, đôi khi sách dùng Việt Nam bây giờ thỉnh thoảng có sách dùng. Khi tim đập nhanh mà chúng ta ép mạnh vào hai hàng cho thì nó kích thích dây 5 về hành não, kích thích dây 10 làm tim đập chậm lại. Các bạn ơi, phản xạ này rất quan trọng, cứu sống rất nhiều người đúng không? Và phản xạ này chớ nhớ, các bạn nhớ là gì, chỉ dùng được cấp cứu tạm thời đấy nhá, cơn nhịp nhanh kịch phát. Những người bệnh tim thường thường đang đang bình thường này, nhịp tim rất nhanh đúng không? Nhanh 140 150 lần một phút. Và nếu chúng ta không làm cấp cứu mà giảm nhịp tim xuống thì như vậy tim sẽ có bóp mạnh như nhanh như thế, không đủ thời gian gì để máu về tâm thất. Vì vậy tâm thất có bóp nhưng mà sao không có máu để tống vào động mạch, không có tống máu động mạch chính là dây tuần hoàn ngừng đúng không, nên máu không chảy nên tức là ngừng, không cung cấp được chất dinh dưỡng. Như vậy nguy cơ gì tử vong rất cao. Vì vậy chúng ta dùng phản xạ này rất có giá trị, chỉ ép mạnh, ép vào hai nhãn cầu, dùng hai tay ép vào, nhưng đừng ép mạnh quá thì mổ nhãn cầu của ta thì nguy hiểm nhá. Phản xạ thứ hai là phản xạ gôn. Nếu đánh mạnh vào vùng thượng vị, tôi muốn 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 dùng từ cái hành động này để các bạn nhớ. Hoặc có kéo mạnh các tạng trong bụng khi phẫu thuật thì kích thích cái dây thần kinh tạng gây phản xạ, làm cho phản dây tạng sang về hành não, và kích thích dây 10 làm cho tim đập chậm hoặc ngừng đập. Này chú ý là trong sinh hoạt hàng ngày chú ý đừng va chạm mạnh vào vùng thượng vị nó gây ngừng tim. Và trong thực tế bệnh viện phẫu thuật ấy thì tránh có kéo mạnh các tạng ở bụng gây phản xạ gì gôn mà gây ngừng tim nguy hiểm. Biết hoạt động của vỏ não xúc cảm làm cho tim nhịp tim nhanh hoặc là tim làm nhịp tim chậm đúng không? Có người thì hồi sợ nhịp tim rồi đập nhanh quá thì ngừng đập, như vậy rất là thay đổi đúng không? Sợ hãi làm cho tim đập nhanh nhưng đôi khi làm tim ngừng đập. Thế thì nó làm sao? Như vậy hoạt động vỏ não tùy trường hợp, tùy từng người sẽ ảnh hưởng đến giao cảm làm tim đập nhanh, và hoạt động nó hoặc là lên đối giao cảm thì làm tim đập chậm đôi khi ngừng đập. Điều hòa bằng thể dịch. Thể dịch là điều hòa bằng các chất có trong máu đúng không? Các chất trong máu thì có hormone, và các chất chứa trong máu thì gọi chung là thể dịch. Đây, adrenaline. Mà tôi, các bạn ơi, các sách Anh Mỹ họ dùng là epinephrine. Adrenaline Việt Nam viết của bỏ che, đây là hóa chất mà để chúng ta đang tôn trọng cái gì nguyên bản của nó luôn, ta lại bỏ chữ e. Sách Anh Mỹ họ viết là epinephrine, để noradrenaline cũng có chữ e đấy. Thì chúng ta viết, các bạn ơi, sách của chúng ta Việt Nam là bỏ chữ e, nhưng mà Anh Mỹ họ dùng là norepinephrine. Phạm Dương Trà bây giờ mới vào, hôm nay 63 bạn, 62 bạn rồi. Đây. Hai cái hormone này là hormone của tuyến tủy thượng thận, được giải phóng vào máu làm tăng nhịp tim và lực co cơ tim. Về hormone tiếp theo là hormone tuyến giáp và thyroxin. Nguyên nhân mà làm tăng nhịp tim của thyroxin là làm tăng chuyển hóa và tăng sinh nhiệt, dẫn đến là gì, tăng nhịp tim. Nguyên nhân tăng chuyển hóa, tăng sinh nhiệt và làm tăng nhịp tim. Và thyroxin nó làm tăng tác dụng của epinephrine và norepinephrine chờ đấy. Như vậy những người mà yêu năng tuyến giáp thì có một cái làm tim nhịp tim nhanh, và nhịp tim nhanh ấy thì đấy là một trong những triệu chứng lâm sàng để góp phần chẩn đoán thì yêu năng tuyến giáp. BOC giảm
carbon dioxide mà tăng, làm tăng nhịp tim và ngược lại. Để tác dụng trực tiếp lên tim, còn kia là tác dụng lên qua receptor. Ion canxi, ion quan trọng lắm trong hoạt động tim. Ion canxi trong máu mà giảm thì làm giảm trương lực cơ tim. Còn khi ông cái ion canxi mà tăng, làm tăng trương lực cơ tim. Đó, và tăng lực co bo cơ tim. Và nếu mà tăng nhiều quá thì cơ tim co cứng lại. Trương lực co cơ canxi mà tăng nhiều quá co cứng lại, thì vậy tim không hoàn thành chức năng, đồng nghĩa với gì? Nguy cơ tử vong, đúng không? Như vậy các bạn ơi, nó đã canxi mà đã tăng mà làm cho cơ bắp cơ tim, ta khó có thể làm gì cơ tim giãn ra được. Lúc đó chỉ có tuần hoàn ngoài cơ thể thôi, chúng ta mới sống được, đúng không? Và cái kỹ thuật đó người ta gọi là ECMO, các bạn có nghe thấy không? ECMO. Ví dụ như một số người phải chạy ECMO rồi, tuần hoàn hô hấp ngoài cơ thể, đúng không? Tức là người ta phải lấy máu ra, ra cho bơm vào gì em, bằng một cái máy bơm để thay tim, đúng không? Và một cái phần là để cho máu trao đổi với khí, gọi là gì, hô hấp. Bây giờ nồng độ ion thứ tiếp theo là ion kali trong máu, thì có thể tăng nồng độ kali trong máu, có thể ngừng tim do giảm trương lực cơ tim. Hạ nồng độ kali máu thì có thể làm tim đập yếu, yếu ớt hoặc loạn nhịp pH máu. Như vậy hai cái ion này được điều hòa rất chặt chẽ và được kiểm soát rất chặt chẽ trong các bệnh tim, đúng không? Và trong lâm sàng với những bệnh tim mạch. pH máu mà giảm thì làm tim đập nhanh, nhiệt độ máu tăng làm tăng nhịp tim, tác dụng nó trực tiếp nút xoang pH máu. Phần cuối cùng của phần tim đây là các biến đổi sinh lý của nhịp tim. Các bạn thử xem nào. Một là bây giờ các bạn thử xem là người lớn với trẻ em ai nhịp tim nhanh hơn? Người lớn với trẻ em. Chính xác. Tuổi, như vậy biến đổi sinh lý theo tuổi, đây là bình thường nhá. Khi còn mà là bào thai nằm trong bụng mẹ, nhịp tim bao nhiêu? 120 40 lần phút, nhanh chưa? Sau khi sinh thì nhịp tim giảm dần theo tuổi, và như vậy các bạn bây giờ thì các bạn sẽ nhịp tim nhanh hơn thôi, tôi sẽ chậm hơn, đúng không? Nữ, giới nữ thì nhịp tim nhanh hơn nào? Vận động thể lực nhịp tim nhanh lên, tao vừa mới học rồi, thì vận động thì nó kích thích giao cảm làm nhịp tim nhanh lên, thân nhiệt tăng làm nhịp tim tăng do tăng chuyển hóa cơ tim, và chủ yếu là gì, tăng nhiệt độ của máu dẫn đến làm gì, tăng phát nhịp của đốt xoang. Ngược lại thân nhiệt giảm thì làm giảm tần số tim. Bây giờ ta sang tiếp theo là tuần hoàn động mạch. Trước khi sang tuần hoàn động mạch thì tôi tóm tắt lại một chút. Tim có chức năng rất đặc biệt, một cái bơm vừa hút vừa đẩy máu trong hệ thống tuần hoàn, đúng không? Tim là động lực chính của hệ tuần hoàn. Vì sao? Khi tim ngừng, tuần hoàn ngừng. Mà tuần hoàn ngừng thì sao? Nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy mọi trong mọi tình huống chúng ta phải sao? Phải để cho tim luôn tự đập. Vì vậy khi tim ngừng chúng ta phải dùng những kỹ thuật để cấp cứu ngừng tim. Hay là chúng ta còn nói là cấp kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn. Tim hoạt động như cái bơm vừa hút vừa đẩy máu trong hệ thống tuần hoàn. Tim hoạt động có tính chu kỳ. Và làm sao tim hoạt động cấu tạo có hoạt động tính chu kỳ như vậy là nhờ cấu tạo của tim, đặc tính sinh lý của tim, đúng không? Một là tim có năng tự động hoạt động là nhờ là gì, tính gì, nhịp điệu, tính dẫn truyền và tính hưng phấn. Và chúng ta nhớ là gì, tim không thể ngừng được, vì vậy có một cái tính chất rất đặc biệt của tim, đấy là tính chơi của chu kỳ. Nhờ có tính chơi của chu kỳ mà sao tim không bị co cứng lại khi chịu có kích thích liên tiếp, đúng chưa? Thế thì bây giờ thế này, tim hoạt động có chu kỳ, vì vậy tim bơm máu trong động mạch cũng có chu kỳ. Chỉ giai đoạn tâm thất thu thôi thì máu mới bơm được vào động mạch,
mà do tâm thức thu chỉ khoảng 0,3 giây thôi, mà chu kỳ tim là 0,8 giây, như vậy còn 0,5 giây là gì? Tim không bơm máu động mạch. Và như vậy đơm bơm máu động mạch của tim cũng có chu kỳ, được chưa? Và cái chu kỳ hoạt động của tim thì chúng ta hay xét đến là tâm, về mặt sinh lý học chúng ta sẽ xét đến là gì? Tâm nhĩ thu, tâm thất thu và tâm trường toàn bộ, được chưa? Và vì những hoạt động có tính chu kỳ như vậy, cũng biểu hiện ra bên ngoài của tim cũng có chu kỳ, ví dụ mỏm tim đập, ví dụ tiếng tim chẳng hạn. Mỏm tim đập thì chúng ta chỉ biết được gì? Tâm thất thu thôi, tiếng tim đập, đúng không? Thì trong mỗi chu kỳ tim chúng ta sẽ nghe được hai tim, S1, S2. S1 mới khoảng thời gian giữa S1 trầm và dài, thứ hai thanh và đặc. Cái tiếng nó như thế này, bùm tặc, bùm tặc, bùm tặc đấy. Tôi mô tả các bạn biết đấy là gì? Tiếng thứ một bùm, thứ hai là tặc. Bùm, tiếng thứ một, thứ nhất là gì? Trầm và dài, tiếng thứ hai thanh và ngắn. Thì khoảng S1 đến thời gian S1, S2 khoảng im lặng ngắn nên tương ứng với thời kỳ tâm thất thu, và S2 đến S1 chu kỳ sau là tương ứng thời kỳ tâm thất trương, đúng không? Đấy. Vì vậy nếu như nghe thấy tiếng bất thường trong khoảng im lặng ngắn tiếng thổi tâm thu, bất thường trong khoảng im lặng dài tiếng thổi tâm trương. Và các bạn nhớ một điều là gì? Như vậy chúng ta nếu mà có nghe tim ấy, chúng ta biết chu kỳ tim nhưng mà chỉ đánh giá được gì của tâm thất thôi, không đánh giá của tâm tâm nhị. Nhưng đến tiền điện tim thì hay hơn. Đây biểu hiện bên ngoài là chúng ta ghi điện thế hoạt động của tim, nhưng mà phần phép ghi điện tim đường ghi lại thì gọi điện tim electrocardiogram, ECG. Đường ghi hoạt động của tim thì trong một chu kỳ tim gồm có sóng, sau có ba sóng cơ bản, sóng gì? Nhĩ thu, thứ nhất là gì? Điện thế hoạt khởi cực tâm tâm nhĩ, hai khởi cực tâm thất là QRS, và sóng thứ ba sóng T tái cực của tâm thất, đúng không? Thế chúng ta sẽ xét là gì? Thời gian, biên độ các sóng. Nhưng mà chú ý trước khi vào 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 điện tim, các bạn nhớ chúng ta phải xem nhịp tim. Nhịp tim tiếng Anh thì là heart rate, HR, đúng không? Thế chúng ta biết là đấy là nhịp xoang hay không nhịp xoang, tần số đều hay không đều, đúng không? Và nhịp tim bao nhiêu lần trong một phút. Đấy. Thế sau đó đến sóng QRS là sóng tái cực của tâm thất, đúng không? Và sóng T ta biết thời gian và biên độ. Như vậy khoảng PQ là khoảng dẫn truyền nhĩ thất, khoảng QT đây là thời gian khởi cực và tái cực của tần số. Thế chúng ta có thể xác định để chụp điện tim biên độ bằng sóng. Nếu mà cái sóng mà lớn lên chúng ta khởi cực lâu hơn, đúng không? Ví dụ tâm thất và QRS và cao lên, đúng không? Rộng ra thời gian của gì? Khởi cực và gì của tâm thất mạnh lên, đúng không? Sóng khởi cực mạnh lên, thời gian dài lên, tiếng đoạn cơ tâm thất dày lên, tương tự như vậy. Ngay sau đó ta đến học đến thêm một cái nữa, mà cái này trong sách Việt Nam nói mà tôi muốn đưa các bạn là mạch đập. Khi máu bơm động mạch nó xuất hiện sóng mạch, vì vậy ta đặt tay lên động mạch ta thấy mạch nó nảy tương ứng với thời kỳ tâm thất thu, và mạch nó chìm xuống tương ứng với thời kỳ tâm thất trương nhỉ. Sau đó ta học đến phần là điều hòa hoặc tim, thì chúng ta tự nhắc lại tôi rất muốn đưa các bạn là gì, thay đổi một chút để cho phù hợp lâm sàng. Cái này tôi giảng lâu rồi nhưng mà sách Việt Nam tiếp thế. Một là điều hòa thể tích tâm thu theo đề luật Starling, hay chúng ta gọi là tự điều hòa. Thứ hai là điều hòa bằng gì ạ? Thần kinh và hormone hay thể dịch nha. Điều hòa nhịp tim chúng tôi chia làm hai phần như vậy. Và có như vậy thì tất cả cơ chế đấy mà chúng ta thấy là gì? Nhịp tim chúng ta bình thường sẽ là 75 lần trong một phút, nhưng có thể tăng lên hoặc giảm đi nhờ các hệ thống điều hòa phù hợp với gì? Từng hoàn cảnh một, từng hoàn cảnh một của cơ thể, mỗi một cơ thể. Như vậy chúng ta đã kết thúc ở gì? Sinh lý học của tim. Bây giờ 9 giờ rồi, bây giờ các bạn có hỏi gì không? Không ạ. Có Thầy yêu ơi, cầu. em có một câu hỏi ạ. Ừ. Thầy ơi, tại vì là liên quan đến cái chẩn đoán suy tim ấy ạ, thì có cái phân suất tống máu. Thì em muốn hỏi là tức là cái tỷ lệ thể tích tâm thâm thu ấy và thể tích cuối tâm trương ấy thì nó tỷ lệ là 60%, đấy là tỷ lệ bình thường đúng không ạ? Thế như thế nào thì là suy tim ạ? Tức là tỷ lệ ở mức nào là suy tim ấy ạ? Dưới 50%, Dưới dưới 50%. 50% là suy tim. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Tức ạ. là gì? Nuôi cơ tim sẽ bóp yếu đi, thể tích tâm thu sẽ Vâng. giảm đi,
đúng không? Thì cái tỷ Vâng. lệ phần trăm sẽ giảm đi. Ok. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Đây, rất muốn cho các bạn học để đưa ra như thế, gợi ý cho các bạn để học thâu thêm đúng không? Vì chúng ta không có thời gian. Vì sinh lý chúng tôi tập trung vào người bình thường. Ok. Thế bây giờ trước khi nghỉ ta phải giải quyết cái bài tập trước các bạn chưa làm được, bởi các bạn không biết làm hay không, nói chỉ có một bạn hỏi tôi thôi. Nhờ hỏi tôi thì bây giờ không biết thì tôi trả lời. Vì tôi trước khi mà chúng ta nghỉ thì tôi trả lời câu hỏi này, nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này tôi phải hỏi lại lần nữa. Các bạn có trả lời được câu hỏi là sao? Khi máu lấy ra ngoài cơ thể mà để máu ở nhiệt độ 20 độ C và 37 độ C thì ở nhiệt độ nào thì máu đông nhanh hơn? Thì có một bạn nói tôi là ở 20 độ C nhanh hơn. Các bạn khác có ý kiến gì không? Xin mời. Thôi, tóm lại, chưa làm được. Có những câu hỏi khác nhé, chú ý chưa làm được thì nói để tôi giải thích. Nào các bạn ơi, protobina, tôi cố tình để cái thuật ngữ protobin hình thành giai đoạn thứ nhất của chị quá trình đông máu. Đông máu nha là thành lập protobina a giờ đấy là enzyme đúng không, đúng không, đuôi a giờ là enzyme đúng không? Ồ, cái phản ứng với dây chuyền đông máu đấy là phản ứng enzyme, mà phản ứng enzyme thì phụ thuộc vào nhiệt độ đúng không? Khi nhiệt độ mà tăng lên thì tốc độ phản ứng sẽ tăng lên. Vì vậy nếu các bạn để nhiệt độ 37 độ C với 20 độ C thì chắc chắn ở nhiệt độ bao nhiêu? 37 độ C đông nhanh hơn. Được chưa? Và các bạn ơi, đây một thực tế cực kỳ lâm sàng. Người ta lấy máu, dự trữ máu thì ta vẫn phải để nhiệt độ bao nhiêu thấp để cho máu gì khó đông hơn. Ngoài đó người ta sử dụng chất chống đông rồi, người ta phải để nhiệt độ thấp để cho máu gì khỏi bị đông. Được chưa? Rõ chưa? Ừ, ạ. Ồ. Thế bây giờ giải lao chưa? Vâng. Rồi. Bây giờ Ừ. 9:03 thì đến rồi, thôi 9:20 bắt đầu nhá. Ừ. Ok. Dạ. Có hỏi gì tiếp tục nhá. Ô, bạn nào vẽ lên của tôi này.